Thưa bà Thu Thủy, bà có thể chia sẻ với độc giả của báo Phụ Nữ Việt Nam một số những phương pháp mà người cha có thể áp dụng để thể hiện tình cảm cũng như sự chăm sóc của mình đối với con gái không ạ? Vâng, theo tôi thì cái phương pháp của người cha áp dụng để giáo dục, hỗ trợ con gái trong quá trình phát triển, nó phải đòi hỏi xuất phát từ một cái tình yêu thương vô cùng sâu sắc. Một tình yêu thương có trí tuệ thì người cha sẽ thành công. Trí tuệ thì tôi có thể nói đến là bản thân người cha phải phấn đấu trở thành một người công dân tốt, một người đàn ông mẫu mực và một người đàn ông không định kiến giới. Thì với cái tấm gương và cái hình mẫu đó thì người cha sẽ mang cái và cái tri thức đấy, thì người cha sẽ đảm bảo phải có một cái tình yêu thương không giới hạn đối với con. Và khi mà trẻ nó cảm nhận được cái tình yêu thương không giới hạn đó thì nó sẽ có được một cái gọi là điểm tựa vô cùng an toàn mà không có thực tế, mà không hề có lý thuyết. Thế thì theo tôi thì cái phương pháp mà người cha thể hiện được cái tình yêu thương ấy, thì trong thực tế chúng ta thấy là có những người cha yêu thương con vô hạn nhưng không có phương pháp. Thế thì phương pháp phải là gì ạ? Trong cái bối cảnh bị áp lực của công nghệ thông tin, của việc kiếm công sinh kế, của việc phải đi làm ăn xa, tất cả áp lực đấy nó dồn lên vai người cha. Nếu như người mẹ mà lại thiếu sự độc lập thì người cha lại càng gánh nặng. Thế thì trong cái gánh nặng đấy thì người cha phải làm gì? Tôi cho rằng thứ nhất ấy, là phải nhất thiết phải dành thời gian thích hợp cho con, dành thời gian vật chất để cho con. Thì đấy là một cái điều rất là quan trọng, từ cái việc là định hướng cho con trong cái sinh hoạt hàng ngày. Cho nên là theo cá nhân tôi thì tôi vẫn thấy rằng là cực chẳng đã mới phải rời con thôi. Còn dứt khoát trong quá trình con chưa đến 18 tuổi thì phải dành thời gian cho con. Và dành thời gian cho con đấy thì cũng không phải là mỗi một buổi tối là cầm một cái điện thoại, mỗi người một góc thì không có cái tương tác thực tế. Thứ hai là phải lắng nghe những cái tâm sự của con. Và để lắng nghe được thì phải biết quan sát là diễn biến của nó ngày hôm qua nó vui như thế, ngày hôm nay nó buồn như thế. Trong nhất là với những cái trẻ mà đang trong cái quá trình có những cái diễn biến về tâm sinh lý, tại sao nó lại buồn như thế thì mình phải tìm hiểu qua bạn bè, qua thầy cô, xem vấn đề gì ở trường, vấn đề gì ở trong mối quan hệ bạn bè của nó và mối quan hệ của anh chị em nó đó, và mối quan hệ của nó với mẹ nó, ví dụ như thế, để mà có cái tư vấn kịp thời, phát hiện và tư vấn kịp thời. Có thể có là một cái gọi là một cái vỗ vai, một cái khoác tay rất là thân thiện giữa cha và con. Và nếu như thấy con khi buồn vì kết quả học tập thì phải tìm cách để động viên con những cái khi con có cái kết quả tốt. Và kết quả học tập thì lại nếu như thấp thì lại không được gì ạ, không phán xét, không chỉ trích. Và đừng đặt kỳ vọng của cha vào những cái kết quả của con khi mà nó có cái năng lực hướng theo một hướng khác, chứ không phải là nó giỏi như ta mong muốn. Phải nghiên cứu tìm hiểu xem con có cái lợi thế ở cái lĩnh vực nào để định hướng nghề nghiệp cho con. Khi đặc biệt là với những cái đứa trẻ mà đang ở trong cái giai đoạn nó chọn trường cấp 3, chọn trường đại học hoặc là trung học chuyên nghiệp, thì người cha phải có kiến thức để định hướng được cho con phù hợp với cái năng lực của con. Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ rất là tâm huyết vừa rồi của bà Trương Thị Thu Thủy ạ.